Mark có biết tại sao trong khi đầu tư crypto thì tỷ lệ hash rate lại cực kỳ quan trọng không? Nếu muốn biết thì xem tới cuối video này để Uyên biết chỉ cho nhá. Hash rate là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc trong giới đạo coin rồi, mà càng không phải ngẫu nhiên mà dân trong ngành này hay nói đùa với nhau rằng ấy, đây chính là chỉ số quyết định sinh mệnh của Bitcoin nói riêng và thị trường crypto nói chung đâu nhá. Hash rate hay còn được gọi với tên tiếng Việt là tỷ lệ bong nhá. Đây chính là đơn vị đo lường khả năng giải thuật toán của thiết bị đào crypto nha các bác. Nói một cách dễ hiểu hơn ấy, thì tỷ lệ BOM sẽ cho chúng ta biết mức độ thường xuyên tham gia vào mạng Bitcoin của các máy đào và sức mạnh của chúng như thế nào. Tỷ lệ BOM thì sẽ cho chúng ta biết cái nhìn tổng quát nhất về cái mức độ xử lý hiện có trong mạng lưới Proof of Work, ví dụ như là BTC này, sức mạnh tính toán mà các thợ đào sẵn sàng dành ra để xử lý các khối giao dịch đấy các bác. Ai chỉ số BOM mã càng cao thì blockchain càng an toàn nhá. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà tỷ lệ BOM của Bitcoin tăng lên nhỏ? Tỷ lệ BOM mà tăng lên ý, khi nhiều máy hơn và được các thợ đào hợp pháp dành để tìm khối lượng tiếp theo ha. Và điều này thì sẽ cho thấy là tổng sức mạnh tính toán của mạng là rất cao và rất khó để có các cái tác nhân độc hại can thiệp vào mạng rồi các bác ạ. Ngược lại thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà tỷ lệ BOM của Bitcoin giảm nhỉ? Việc giảm tỷ lệ BOM sẽ khiến mạng dễ bị tiếp cận với những cái hacker, do chi phí thực hiện một cái cuộc tấn công ý là 51% là rất thấp nhá. Ngoài ra nhá, thì tỷ lệ BOM ý thấp hơn làm cho cái mạng đó ít phi tập trung hơn, gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư nữa đấy chứ. Nếu bác nào ở đây thường xuyên check tỷ lệ BOM ý thì có thể để lại bình luận ở dưới video này để cho Uyên Vích và các bạn khác cùng biết với nhá. Đừng bấm theo dõi kênh ý để không bỏ lỡ những video mới nhất của Uyên Vích nhá. Thank you, see you, love you.